Xin chào tất cả các anh em đam mê dòng xe Sibo 2 thì nha. Clip này mình giới thiệu cho anh em cái đồng hồ 99. Đồng hồ 99 với cái đồng hồ 110 thì nhìn sơ sơ thì giống nhau, nhưng mà nó khác cái chỗ là 100 số km tới 108 nha, của 110 là 106 rồi nha. Đó. Clip này mình sẽ quay chi tiết cái đồng hồ 99 này nha. Rồi clip sau mình quay cái đồng hồ 2000 ba kim này, đồng hồ 99 tàn phai theo năm tháng, kim nó cũng ngả màu theo năm tháng luôn nha. Cái đồng hồ này thì cái mặt nền nè nó bị ấy xấu quá rồi, nên mình thay cái đồ linh kiện zin tồn vô lại là cái mặt này đó. Mặt này có thay rồi, kim thì còn y nguyên. Mặt sau tháo xe làm sao để như vậy, chưa có rửa chưa vệ sinh gì hết đó. Đó mình quay cái phần chi tiết đằng đằng sau cũng có mấy chữ, mấy cái HHES giống như cái mặt nạ cái đồng hồ của hàng 110 ha. Đó. Kim này cũng giống nhau hết, đô là 44.000 cây số. Cái mặt kính của nó cũng ít, nó có bị phơi nắng phơi mưa nhiều nên không có bị nứt nha. Đó. Đánh cana đánh bát lên là rất là đẹp. Cái đồng hồ này thì có người mua rồi nha anh em, mình chỉ quay clip cho anh em xem thôi. Đó. Nó khác cái đồng hồ 110 là 110 chỉ có 160 km thôi đó, còn đồng hồ 99 là 180. Nó có đèn top gear, đèn số 6 của hàng 110 thì nó không có đó. Cái đồng hồ 110 hơi bị cận, còn cái này thì cái mặt có thay linh kiện sinh tồn rồi, tại đi nhiều năm mấy chục năm rồi nó mà hết mấy cái này nó ố màu quá rồi đó, thì mình thay cái này đó. Có một bạn đã mua cái này rồi nha, giờ mình đi quay review thôi đó. Rớt trên xe sao rồi để vậy, là cũ cái mặt cũ rồi, thay cái mặt rồi chưa có rửa chưa vệ sinh gì hết. Rồi bye bye tất cả các anh em ha. Anh em nào có muốn mua đồ phụ tùng Sibo thì liên hệ qua số điện thoại 0924 39 39 39 nha, hoặc là Zalo cũng được. Còn cái đồng hồ 110 nè, với lại cái đồng hồ ba kim 2000, ba kim 2000 này clip sau mình quay chi tiết ha. Rồi bye bye, bye bye tất cả các anh em.